giảm mỡ bụng luôn là mục tiêu hàng đầu của nhiều người khi muốn cải thiện vóc dáng. Ngoài việc tập luyện và ăn uống hợp lý, các loại nước ép từ trái cây và rau củ cũng có thể giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa. Dưới đây là 5 loại nước ép giúp giảm mỡ bụng một cách hiệu quả và dễ dàng tại nhà. 1. Nước ép dưa leo. Dưa leo là loại quả chứa nhiều nước và ít calo, giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Nước ép dưa leo giúp cơ thể đào thải độc tố, tăng cường quá trình trao đổi chất, từ đó thúc đẩy việc đốt cháy mỡ bụng. Cách làm, xây dưa leo tươi với một ít nước, thêm vài lá bạc hà và một ít nước cốt chanh để tăng hương vị. 2. Nước ép cần tây Cần tây nổi tiếng là một loại thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả nhờ vào khả năng thanh lọc cơ thể và giảm chất béo tích tụ. Nước ép từ cần tây có thể giảm cảm giác thèm ăn và giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa. Cách làm, xây cần tây tươi, có thể kết hợp với dưa chuột hoặc táo xanh để dễ uống và tăng hiệu quả. 3. Nước ép bưởi. Bưởi là một trong những loại trái cây chứa nhiều vitamin C, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đốt cháy calo hiệu quả. Nước ép bưởi không chỉ giảm mỡ bụng mà còn giúp làn da trở nên tươi sáng hơn. Cách làm: ép lấy nước từ bưởi, thêm một chút mật ong để giảm vị chua nếu cần. 4. Nước ép táo. Táo có hàm lượng chất xơ cao, giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn và tăng cường tiêu hóa. Nước ép táo còn chứa các enzyme giúp đốt cháy chất béo và tăng cường sức khỏe tim mạch. Cách làm: xay táo với nước, có thể thêm một chút quế để tăng hương vị và khả năng đốt cháy mỡ. 5. Nước ép cà rốt. Cà rốt là nguồn cung cấp vitamin A và beta carotene dồi dào, giúp tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ quá trình đốt mỡ bụng. Loại nước ép này còn giúp cải thiện tiêu hóa và làm đẹp da. Cách làm: xay cà rốt tươi, có thể kết hợp với gừng để tăng thêm khả năng giảm cân và hương vị. Những loại nước ép trên không chỉ giúp giảm mỡ bụng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Kiên trì sử dụng hàng ngày kết hợp với lối sống lành mạnh sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được vóc dáng mong muốn. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.